Thi học kỳ chưa? Thi giữa kỳ rồi đúng không? Đâu. Kết quả tốt không? Hả? Tốt một ít thôi. Tốt một ít thôi à? Ê cha bảo là ê cha bảo chú lấy một cái điện thoại cho cháu. Ôi em đi học làm sao mà lấy điện thoại được? Cái tuyến đường này họ đang làm xong chờ bàn giao cho xã, kiểu như là bàn giao thôn ấy, xong thì ô tô mới qua được thì nghiệm thu công trình đúng không? Đó. Vật liệu và địa mình ô tô nó chở vào đổ đấy ấy. Cho độ thợ thì chắc vào sáng tuần thứ hai mới vào được. Đợt vừa rồi ấy thì cũng đi học cũng bị các bạn người ta cưa, cái người ta che, người ta cưa che, người ta bảo là trả một cô lúc đó thì chả cũng có cái nỗi khổ cái buồn ấy, không muốn đi học. Quý vị thân mến, chào mừng quý vị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại Cao Nguyên Đá đang có mặt trong nhà cháu Trả các bác ạ, khu nhà em già ấy. Bên trong kia thì đây em già cháu Trả đang ngồi trước cửa rồi. Cũng như cái sự mong mỏi của quý vị và lo lắng của các bác dành cho cháu Trả thì hôm nay Cao Nguyên Đá cũng vào cập nhật cái tiến độ làm nhà cho cháu. Thì trước tiên là cũng phải chia sẻ với các bác một chút nữa, đó là cái đường bê tông ở bên này thì bà con đã đổ xong rồi, nhưng mà phải chờ nghiệm thu công trình ấy thì lúc đó mới được cho xe ô tô đi vào mới chở gạch được. Ở đây thì anh em thợ đã đổ xong 4 phần cột đấy, chưa có tính là sẽ đổ một cái cột ở đây này, thì anh em thợ bảo là cũng sẽ không cần đâu, bởi vì là sẽ xây một cái cột ở dưới này, cột giả lên. Vì cái hiên đổ từ trong kia ra thì cái chiều rộng ấy nó ngắn, nó chỉ có hơn 1 mét thôi. Vậy nên là như này cũng rất là cứng rồi, nếu mà đổ thêm thì nó cũng rất là phí. Thì anh em thợ cũng có chia sẻ qua, nhưng các bác có thể là cập nhật ở trên kênh của anh Ngọc ở Sản Tức Dân Tộc thì mọi người có thể biết được. Ừ, chào Gia nhá. Ừ, chào Trả nhá. Ừ. Hôm nay thì là thứ bảy nên là Trả được nghỉ học đi về nhà các bác ạ. Phải nói là lâu lắm rồi thì mới được gặp lại Trả. Đấy, các bác là các cũng nhớ Trả lắm. Nhưng mà lạnh như này mà sao không mặc áo vào Trả? Không. Không lạnh à? Không. Ừ. Mình đi xe máy mà cả hai cái áo khoác. Ừ. Thế sáng nay có đi làm gì không? À rồi, ra. À, em đi xe máy thôi. Đi đâu? Đi xe máy chim. À đi xem bẫy chim à? Vâng. À hôm trước là thấy quay đi bẫy chim ở trên cùng anh cái các thứ ấy đúng không? Vâng. Ừ. Thanh niên này là bao nhiêu tuổi rồi? Thanh niên này. 21 rồi cộng em ấy. 21 tuổi cùng tuổi với Gia luôn. Vâng. À. Nó không biết em mặc quần áo, nó mặc quần áo. Mặc quần áo ngược đúng không? Vâng. Tên là gì nhỉ? Tên là Polly. Polly à? Vâng. À. 21 tuổi rồi bạn ạ. Đây, sắt thép. Các thứ này vẫn còn để bên này. Nói chung là làm cái nền nhà của cháu Trả là tốn cái vật liệu rất là nhiều. Đó là cái phần sắt đổ cột này, đổ răng móng, đổ sàn này. Thì chia sẻ lại với các bác mà chưa theo dõi những video trước ấy, thì những cái phần sàn này đều đổ là đổ sắt 12 hết, cột thì cột đổ sắt 16. Đan cái lưới là cái ô đổ sàn là 15x15 thôi. Nên là rất là chắc chắn, nên các bác là yên tâm. Về nhà làm cho cháu rồi, khi sau này cháu còn lấy vợ nữa. Đấy, sau lại còn con của cháu Trả nữa. Để mà giúp được làm được một cái nhà ấy thì rất là khó. Vậy nên mà khi mà làm thì cố gắng là làm sao cho nó tốt nhất có thể mọi người ạ. Dùng những vật liệu tốt nhất. Thế Dê hôm nay đi đâu rồi già? Dê em đến chưa thả. Chưa thả à? Vâng. Còn nó có ăn no không đấy? Ừ. Mà nó có ăn no không đấy? Hôm qua vừa chăm về đến tầm 12 giờ mới đi chăm. À 12 giờ trưa mang đi cái gì? Vâng. Đeo đi vào trong nhà cho anh xem nào. Vâng. Tối quá. Tối quá. Không sao, mới đi ra chuồng thôi mà. Có đây. Đi ra mở chuồng nào. Trả dạo này đi học như nào? Có tốt không? Tốt. Có à? Có nói chuyện trong lớp không? Không. Không à? Phải nói chuyện trong lớp thì mới biết được các bạn nói gì chứ. Hả? Nói chuyện trong lớp. Thế à? Có chuyện đứt. Thế nói chuyện trong lớp thì làm sao?
cô giáo cho đứng. Cô giáo cho đứng à? Đúng rồi, chỉ được ra chơi nói chuyện thôi nhá. Đây ba con dê này mọi người này. Ô, con dê đực kia lớn nhanh nhở? Con dê đực ở bên trong kìa, lớn nhanh thật. Sáng nay em vừa cho một ít cho nó ăn. Cho một ít cám đúng không? Cho ăn cám à? Trông nó kỹ vào nhé. À, bây giờ là buộc hết rồi. Không để hai con này là không buộc dây nữa rồi. Lần trước là một con kia nó trốn mất đúng không? Đúng rồi. À, 12 giờ trưa mới đi chăn. Thế buổi chiều mấy giờ cho nó về? Buổi chiều thì 4 giờ mới 5 giờ. À. Cái xi măng để ở đây già phải để ý cho anh nhá. Mưa gió là phải che nhá. Đây vẫn còn thừa bạt đây này. Ừ. Nếu mà mưa to thì phải bỏ thêm cái bạt này ra che lại cho nó chắc chắn. Ừ. Không là hỏng xi lúc đấy là không ấy đâu, không có cái để mà làm nhà đâu nhá. Đường bên này là làm xong hết rồi đúng không? Làm xong hết rồi. À. Họ đã làm cắt cắt như này như này. À, cắt cái vạch bê tông đúng không? Đúng rồi. Ừ. Mấy nữa là chở được gạch rồi. Chở được gạch thì làm được nhà của cháu Trả thì cũng rất mong là trong quá trình làm nhà cháu Trả thì các bác giúp đỡ là kinh phí cho bố con em già, làm cả nhà bố con em già luôn một thể mọi người ạ, trong trước cái Tết Nguyên Đán năm nay. Còn về cái việc mà làm nhà cháu Trả ấy, thì tới nữa là chở gạch vào thì là xây là xong rồi các bác ạ. Còn về cái diện tích nhà, mở cái mặt nền nhà thì chỉ mở được như trên thôi, chứ không thể nào mà mở thì nó rộng được hơn nữa. Đi nào hai anh em, đi lên đây nào. Cái phần kè thì hiện tại đã được xây xong hết rồi, nói chung là rất là chắc chắn, không lo là sau này là cái đất ở trên nó bị sạt xuống ấy mọi người. Đây, như các bác biết thì hiện tại là cái dây cước thì đã căng rồi, cái cốt nền ở đây này. Nó sẽ cao như thế này. Thì là cái phần cao là cái phần đổ giằng móng, đổ thẳng ra ngoài. Xong cái nền nhà này, những cái phần đá này sẽ được chuyển vào đây để lấp hết cái nền. Theo như kinh nghiệm của công Nguyên Đái đi làm thì cái đá này sẽ là phải đập tiếp. Gia đình sẽ phải đập thêm đá để lấp lên cái nền này, để san nền. Cũng tương đối là tốn đấy mọi người ạ. Bởi vì là khi mà làm vào cái phần nền này này và cái độ bên cái độ cao bên này thì anh em thợ đã lấy nó phải chuẩn. Đó. Chả không có gì nói với chú à chả? Không. Không à? Không biết nói. Không biết nói à? Bấm móng tay đâu mà sao lại không cắt móng tay cả? Thi học kỳ chưa? Thi giữa kỳ rồi đúng không? Đúng. Kết quả tốt không? Hả? Tốt một ít thôi. Tốt một ít thôi à? Ê cha bảo là ê cha bảo chú lấy một cái điện thoại cho cháu. Ôi em đi học làm sao mà lấy điện thoại được? Nhưng mà học thì các kia thì, các cô kia thì nó có điện thoại. Ê cha thì không có điện thoại, ê cha buồn quá. Ê cha bảo thế. À. Chú bảo này. Nhà các bạn kia có điện thoại bởi vì các bạn nó còn bố còn mẹ. Bây giờ nhà mình làm gì có bố có mẹ đâu, đúng không? Đúng. Chị thì bây giờ mới sinh em bé, đúng không? Đúng. Bây giờ nếu mà cháu muốn có điện thoại thì cháu phải ngoan, cố gắng học. Nhá. Thì sau này mình đi làm mình mua sau. Bây giờ mình làm sao mình có thể so sánh mình bằng các bạn được, đúng không? Đúng. Chịu khó thôi, lúc các bạn chơi điện thoại thì mình học bài. Có phải tốt không? Tốt. Ừ. Nhá. Nếu mà có điện thoại ấy, chỉ có điện thoại đen trắng thôi. Điện thoại bàn phím này thôi, chỉ nghe với gọi thôi chứ không chơi được cái gì đâu. Đấy, nếu mà có chỉ có điện thoại đấy thôi.
Chứ bây giờ là xem điện thoại game suốt ngày, lên xem Facebook này rồi TikTok này, thời gian đâu mà học. Tuổi này của mình là tuổi đang học nhá. Vâng. Kia có phải là cái không? Phải. À. Ôi, đúng trưởng thôn rồi. Đây mình vào trước em cấy một lúc các bác ạ. Cấy à? Ờ anh đây, vừa vào đi, vào đây. Cả cây này có mỗi một quả ủi này thôi à? Vâng. À đầy đây này, mình tưởng mỗi quả. Không được chặt cây đi đâu nha, chả nhá. Anh vừa vào được một lúc. Ừ. Quả ủ trên này nó cằn lắm mọi người. Chào chú. Chào chú à? Chào chú cái. Đây cho chú mượn cái mic à. Thì hôm nay anh úi, thì hôm nay anh đang vào, anh bảo là vào để xem cái nền nhà của cháu Trả ấy. Thế anh em thợ thì bảo là chờ gạch vào nữa đúng không? Vâng, chờ vì cái tuyến đường này họ đang làm xong, chờ bàn giao cho xã, kiểu như là bàn giao thôn ấy, xong thì ô tô mới qua được. Thì nghiệm thu công trình đúng không? Vật liệu và địa mình ô tô nó chở vào đổ đế ấy. Ừ. Cho độ thợ thì chắc vào sáng tuần thứ hai mới vào được nữa. Đúng rồi, thế này là tiện. Cái phương án anh em trước tính là đấy, đổ cột, đổ ấy trước này để chờ vật liệu vào là sẽ đổ sàn. Như thế nó sẽ nhanh. Cái phần này thì anh Chả bảo là vẫn chờ vật liệu nó về đầy đủ xong anh tiện đổ cái sàn xong thì đổ kèn vào cái nền luôn ấy. Cả cái đổ dần các kiểu làm đổ móng. Móng luôn ấy. Anh Chả tính thế nhưng mà. Nhưng mà mấy nữa là lấp cái chỗ này là tốn đá nhiều lắm đấy. Chắc cái vẫn dùng cái đá này, cái đá bên này vẫn lại là lấp vào đó anh ạ. Nhưng mà tốn nhiều ấy. Vâng. Anh nghĩ là không đủ đâu. Chứ chờ anh Chả cái anh vào đây làm cái móng trước xong như thế nào ấy, xong thì mình sẽ lấy đá. Chủ yếu là cái nền của cháu Trả thì tới này toàn nền đất cứng thôi anh ạ. Đây hôm trước anh em bảo là cái cột này là sẽ không đổ một cột nữa nhưng mà sẽ xây một cái cột ở dưới này nhá, mấy nữa gạch vào ấy. Vâng. Xây một cái cột ở giữa này nữa. Vâng. Thì xây cái cột giả nó theo phong thủy, với thứ hai là nó cũng chắc. Vâng. Thì cái khoảng hôm trước là tính cái khoảng này các bác này, tính khoảng từ đây ra đây thì là cái mố cột này thì là anh em chưa tính được thì cứ nghĩ là nó sẽ chôn xa ra tận ra ngoài cơ, thì về tính là đổ 5 cột nhưng mà ở đây nó gần lắm. Cái hiên này đua dưới ra ngoài nó chỉ đổ thêm có mấy chục phân nữa thôi. 40 phân 50 phân nữa thôi, thì nên là như này rất là chắc rồi. Mà cái phần đấy thì mình chỉ là cái phần hiên bên ngoài, hiên bên ngoài thôi để còn... đi mở để cái hiên để có làm cái hành lang ấy, khi mình mở cửa chính ra để đi từ sang hai bên trái bên phải này. Thì còn... cũng không cần thiết là phải đổ một cái cột, nhưng mà sẽ xây thêm một cái cột giả ở giữa này nữa. Đó. Còn cái gạch, mình lên gạch thì lên cái chỗ nền này, tiếp cái là cái chỗ bóng này rồi. Thì anh cũng vào đây một lúc rồi hả? Anh vừa vào được một lúc. Vâng. Vào đây, hai anh em đang ngồi ở đây. Đá lúc đầu mình cũng tính ra là sợ là nó kiểu như nó thừa ra, nhưng mà chắc vẫn đủ thôi anh ạ, cân đối ra. Vì cái chỗ đá trước kia làm ra ấy, tớ này còn nhiều chỗ để san nền lắm, để lấp lắm. Lấp vào bên trong này nữa. Thì mình dùng cái đá nó kè ở bên này ấy. Đúng rồi. Ô thanh niên kia, sao lại bê cây ra đây? Thanh niên kia nó nghỉ quá. Nó nghỉ lắm à? Em già đun nước chưa? Mời anh Long đi vào nhà nước đó. Nhờ, đi. Vào bên trong nhà này. Anh hả? Đi vào nhà em già đi uống nước nhờ. Già đun nước chưa? Dê thả đi chưa? Vẫn chưa thả dê à? Phải đến 12 giờ mới thả trưởng thôn ạ. Không mà anh em mình hay vào đây cũng bảo em già cũng lúc chờ dân thế mình chịu khó thả sớm tí phải không? Đúng thả tầm 8 giờ mình thả, xong rồi chiều tầm trưa 11 giờ mình đổ về, xong tầm 3 giờ chiều lại thả đi ấy. Đúng rồi. Tầm lúc 12 giờ mình thả đi, lúc đó dê nó đó quá. Nuôi dê thì được cái nó nhàn, nuôi bò các bác thả nó được, nó leo trèo được, không như bò. Bò mà trèo cái núi này thì ngã một cái được thôi, mất ngay một cục tiền luôn. Mà bò thì mình còn đi cắt cỏ về, dê thì mình thả rông. Thả rông được.
Ăn cơm chưa chả? Ăn rồi á? Ăn cơm sáng chứ? Hay là ăn cơm trưa? Chắc ăn sáng rồi. Sáng sớm là con cũng chắc ăn sáng giờ này cũng 9 giờ, 9, 10 giờ sao nhỉ? Ừ. Mẹ em già đi đâu à? Em già đang đi xuống dưới túc lều này. Chuẩn bị đun nước đi à? Hả? Đun cái bếp gà luôn á? Thế gà thì vẫn còn phải không? Còn đâu. Mà thấy cũng mà chả nấu gì đâu, mà khi làm bếp ga này chỉ dùng khi nào chả vào thôi. Hoặc là anh em mình vào ở đây ăn cơm ấy. Bà con đây thì cũng nấu mì mén, kiểu như nấu bếp củ, bếp củ thôi anh ạ. Ga thì mình bật ra chưa? Xem là cái bình chắc hết rồi. Còn không? Còn. Chưa mở ra thôi. Yeah. Mở cái valve nó ra xong. Ăn xong thì bắt đũa mình dọn đi em già. Bảo mẹ em dọn đi xong lấy đi rửa nhá. Bên trong này có gian lạt à? Sao mà trái hết rồi nè? Ký tàu thịt lộ phước xanh hả? Lộ chi à? Đây, lạt này mẹ em già gian ra xong chắc lấy mớ vào xem nhỉ? Đúng rồi, lạc bóng đêm rồi. Thế chả ngủ ở giường nào à chả? Giường bên kia anh á, ngủ bên đây à dạ chả? Bên này à? Cái giường của cháu chả đó bên đấy anh. Nhưng mà chờ hoàn thiện nhà cửa xong mình mới lấy đồ đạc của cháu chả đi lên trên đấy thôi. Ừ. Ngủ xong đây này, đi gấp chăn màn cái tí thế nào. Gấp gọn vào. Phải không em già? Ủa, mẹ đi đâu ở xong gà quế lộn xộn thế nhỉ? Con đi bên kia. Như bên trong đấy á? Mẹ bé con đi rú bên con bên trong đấy à? Đấy, anh cái mà không nhắc à. Thôi. Anh ạ, anh em mình cũng hay vào đây cũng nhát, nhưng mà các em kiểu như mình cũng đồ đạc mình hay để lộn xộn kiểu như cái thú quyến ấy. Như thế rồi thì muốn tại kia, muốn tại rồng, muốn tròn ý tỏ rồng tí lì ấy. Mình tí lì hú xì hả? Đun nước xong rồi à? Thôi thế anh em uống nước nhỉ? Được. Có chè gì không? Chà ngồi đây. Không có chè á? Uống nước ấm thôi. Nước ấm à? Đồ xô sau thế chắc qua bát đấy này này. Thực sự là anh Long, bà con mình ở đây thì cũng ít khi đun nước xô để uống ấy. Bà con thì hay uống nước lá thôi. Ừ đúng rồi. Thở giấy lại đó. Không em già, mình đun nước xô để uống ấy, đảm bảo sức khỏe. Khách đến thì kiểu như mình không thể lấy nước lá ấy. Nhưng mà bà con người Mông mình làm một cái điều, những khách đến nhà thì lấy cái ống đĩa xong à, toàn lấy cái cốc rượu đấy, cái rượu để mở thôi. Nói chung là cách tiếp khách của bà con ở trên này là vào thường thường là sẽ mời rượu này, sau đó là mời hút thuốc lào. Còn về cái nước thì uống nước như đúng thế này rồi. Ít khi lắm. Uống nước ấm, nước nóng ấy thì ít lắm các bạn ạ. Nhưng mà mấy ngày hôm nay trên này nó lạnh rồi đấy, sáng để uống được bát nước ấm này là cũng nói chung là ấm bụng. Vâng, sáng sớm thì mình phải đun nước xô để uống thế này ấm. Sao? Này. Thừa à? Thừa một bát phải không? Thừa không? Lấy thừa à? Này, nó uống nước đi. Rồi, đây đây anh tự lấy. Để nóng anh, nhé. Em tự lấy. Nóng hổi luôn nhỉ? Vừa mới đun này này. Thế chả đi học thì tình hình như nào? Có gì khó khăn không? Không à? Có cái gì? Tức là có được đợt vừa rồi ấy, thì cũng đi học cũng bị các bạn người ta cưa, cái người ta che, người ta cưa che, người ta bảo là chả một cô lúc đó thì chả cũng có cái nỗi khổ cái buồn ấy, không muốn đi học. Nhưng mà từ cái hôm đấy thì em vào thì cũng vận động cũng bảo chả thôi cũng cố gắng đi học ấy. Vì thực sự là anh ạ, mình một mình đi vào học đấy ấy. Có các bạn đấy thì người ta có bố mẹ anh em hay đi thăng đến chợ cuối tuần kiểu như là chợ kho vai ấy, hay có bạn bè người ta cũng ai bố mẹ này anh em cũng cho tiền, có trả ra cũng nghĩ là thôi một mình cũng không có ai lo hết rồi. Bây giờ cũng cố gắng đi học đi, nhà cửa thì cũng không phải lo rồi. Tới này cả anh Long này, anh Ngọc này, cô bác hỗ trợ bây giờ làm nhà cửa xong, tới này mình có nhà riêng của mình ấy, đi học về thì cũng ở nhà của mình thôi.
Tới đây cũng anh nhá, luôn nhớ ơi anh Long và anh Ngọc nhá. Có các anh vào đây chia sẻ, tức là mới được cô bác biết đến, hỗ trợ cho cháu có một ngôi nhà đấy nhá. Hai anh em nước nhỉ? Rồi mời cả nhà nhé. Làm bác nước là nước đủ xô nhưng mà không có chè thôi nhá anh Long. Bây giờ trên vùng cao này mùa đông đến thì bắt đầu chuyển đổi thời tiết, nó cũng lạnh. Thế em già dê thì tầm 12 giờ mới thả đi à? Vâng. Ủa, sao không thả đi sớm? Thả đi sớm thì nó về nhà thôi. Về nhà thôi á? Vâng. Tức là em hay thả vào cái lúc giờ trưa trưa phải không? Vâng. Tầm chiều phải không? Vâng. Thì anh bảo em là dê thì nếu mà lúc không rành thì mình có thể thả muộn một tí, nếu mà lúc rành thì thả sớm này. Thả dê nó ăn, đi ăn cỏ sớm này thì kiểu như được ăn khi lá nó sáng sớm, nó kiểu như nó chưa héo, chưa khô. Còn lúc mình thả đi tầm chiều nhá, nếu mà trời nắng nóng dê nó cũng không ăn. Đúng rồi. Đó. Nói chung là nó, ví dụ mà trời không nắng ấy, thì thả sớm hơn. Vâng. Để cho nó ăn xong nó về. Vâng. Cố gắng là ăn Tết xong là con dê nó lại đẻ. Anh chứ anh dặn rồi nhá, con dê đực con này mà lớn là đuổi lấy một con dê đực khác của đàn khác mang về nhá, chứ không để con dê này ở cùng đàn được đâu. Tức là lúc anh Long mua thì anh cũng tính là mình mua con đực để phụ giống phải không? Đúng rồi. Mình mua về đây nhá, có con cái nhưng không có đực vẫn phải đi mượn này. Đúng rồi. Mà là đi thả đi công theo đàn của họ nên có con đực mới phối được giống anh ạ. Đúng rồi. Thì đang bảo là ở đây thì có con đực này rồi, nhưng con đực này thì là lúc mà mua dê, chú dê đi mua ấy thì người ta cũng bảo là cũng hỏi thì người ta cũng bảo là dê con dê này con khác đàn ấy. À. Nhưng mà mình cứ đổi cho nó chắc. Vâng. Thì cái người bán dê người ta chỉ nghĩ là bán được thôi. Vâng. Nhưng mà còn sau này liên quan đến cái việc mình lấy giống nữa. Vâng. Chẳng may nó cùng mẹ các thứ thì con dê nó sẽ không lớn được. Vâng. Con dê đực kia mà lớn thì em cứ mang đi đổi một con dê khác với người ta. Vâng. Đấy, mình đổi sang Nga cũng được, chứ không phải cắt thêm tiền đâu. Ừ. Đấy, mình thà mình chọn con bé hơn một tí, nhưng vâng, mà mình đỡ phải mất tiền. Vâng. Đấy, xong mang về để lấy giống. Ừ. Con này nuôi từ rồi đến Tết nó là kiểu gì cũng được 25 cân, 30 cân là con dê đực kia, giống to mà. Vâng. Chịu khó, chúng dê này cũng nuôi rất là dễ. Vâng. Mình thả đi xong chiều hoặc là đuổi về mình có thể cho nước lá, một ít nước ra, xong rồi cho múa vào đấy thôi. Đúng rồi. Để nó không đi. Không cần phải tốn rất nhiều cán giống như nuôi lợn. Vâng. Ừ. Nuôi dê thì mình chịu khó kiểu như đi xem này, lúc thả rông đi. Còn mùa này thì thoải mái, cái mùa bà con nó trồng ngô hết thì mình phải trông cẩn thận vào. Không trông thì nó ảnh hưởng kiểu như là dê đi ăn ngô của họ lại xảy ra, nó cũng phức tạp lắm. Đúng rồi, vừa bị phạt tiền là bị bắt con dê. Vâng. Nhớ nhá. Vâng. Ừ. Thế cả là anh nhờ cái là mấy nữa mà đội thợ mà vào làm ấy, thì có gì là liên hệ với gọi lại cho anh nhé, để vâng, cho mua nhu yếu phẩm và cho anh em thợ. Vâng. Thế nhưng mà tới này là em cũng có số của anh trả đấy, thì anh bảo là chắc phải thứ hai, vì mấy hôm nay anh cũng đã bận có một cái nhà bên trên đấy này cũng tiện ăn cú rất nhiều ấy. Ừ. Thì anh bảo là chắc không vào được, chờ lúc nào anh vào thì bắt đầu tập trung vào đi thì nhà của cháu trả nó mới vật liệu vào đầy đủ, trong tầm 2 tuần sẽ hoàn thiện hết. Đúng không? Vâng. Ừ. Anh nước nhỉ. Nay anh Long vào có gạt để gì không? Hả? Thôi. Chắc là hôm nay là mượn. Anh cũng đi ra, thế bây giờ là cũng 11 giờ rồi. Yeah. Ở lại xem nào em già bố trí làm mì mén, em bắt mì mén đi. Nhà. Yeah. Để em già hát. Và đây nhà em già là ăn cơm rất là nhiều rồi, hôm nào để dành ăn cơm nhà cháu trả. Cháu trả thì chắc phải chờ hoàn thiện nhà đó anh ạ. Nhà hoàn thiện nhà cháu trả xong thì lúc đó thì anh em mình kiểu như cũng vào đây nấu nướng cái gì ở trên đấy nó thoải mái hơn. Bây giờ thì ví dụ đồ đạc của cháu trả cũng đang ở nhà mẹ em già này, nói chung là cũng ở nhà bác nhiều cái mình cũng khó. Để cháu các tự có nhà riêng xong thì mình dùng cái gì nó sẽ thoải mái. Đúng rồi. Hiện tại thì nhà của cháu trả là bây giờ về cơ bản là sẽ xây những cái phần thô cho các bác ạ. Còn căn cứ vào cái kinh phí gia đình căn cứ cái kinh phí của cháu trả nó hỗ trợ ấy, thì có thể là tính thêm. Hiện tại thì gia đình nhà chị Loan Nguyễn thì cũng có chia sẻ với các ông Yên Đá là mong muốn là sẽ chát nhà cho cháu này và
cái phần nền nhà ấy, cái là sẽ lát gạch. À, nhưng mà ở nhưng mà anh cũng có nói chuyện với gia đình nhà chị Loan Nguyễn rồi, cụ thể là nói chuyện với bác mà hỗ trợ trả là chính cái này, là mẹ của chị Loan Nguyễn ấy, thì anh cũng nói là sẽ không lát cái gạch gạch hoa đâu mà sẽ lát cái gạch đỏ. À, vâng. Cái gạch đỏ đỏ nó sẽ không trơn. Vâng. Mùa đông này trời nó nồm ấy, vâng, thì nó sẽ không trơn trượt, không toát mồ hôi, nó không bẩn. Cái vâng. kia thì mình đi bùn mà nó bẩn xong là mình lấy chổi mình quét đi là sạch, nó cũng sẽ đỡ bụi hơn. Vâng. Còn gạch lát hoa thì không lau được thường xuyên ấy, vâng, đi vào rất là bẩn bởi vì cháu còn nhỏ. Vâng. Nếu như nhà em cái thì vợ chồng có đủ này, các con nó lớn rồi thì nó vệ sinh được. Vâng. Còn như cháu trả ở một mình ấy, với cả mọi người nhìn thấy khu vực ở đường này thì hầu như là toàn đường đất thôi. Vâng. Đi làm về là bùn nó còn bắn lên tận trên đầu ấy. Vâng. Nếu sử dụng cái gạch lát hoa thì đi và sẽ trơn trượt dễ ngã. Còn lát cái gạch đỏ, cái gạch đỏ là cái gạch mà ở dưới xuôi các bác hay làm láng ở ngoài sân ấy, lát nền ở ngoài sân ấy. Vâng. Gạch đấy thì nó không chống trơn, nó chống trơn trượt. Với thứ hai là ví dụ mà mình càng rửa bằng nước ấy thì nó lại càng đỏ. Vâng. Thì cũng đang tính như thế, vì gạch đấy chắc là nó cũng sẽ rẻ hơn, chắc nó sẽ rơi khoảng tầm 80.000 một mét vuông gì đấy thôi. Thì cái này thống nhất với bên chỗ anh Ngọc trước, nói chuyện với cái trước. Vâng. Thì tới nếu mà láng nền ấy thì mình chỉ cần dùng bột đá này trộn với xi xong mình cán nền xong rồi là ốp thôi, thì sẽ không mất công là láng nữa. Vâng. Cũng sẽ đỡ một phần kinh phí. Còn về việc chát nhà ấy thì nếu mà đủ thì sẽ chát hai mặt, còn nếu mà thiếu thì chắc là chát mặt trong cho nó khỏi bụi, còn mặt ngoài mình sẽ để thô như thế. Vâng, vâng. Đấy ạ. Cũng rất là cảm ơn các cô bác, tức là chị Lương Nguyễn. Thực sự là cái nhà của cháu Trà cũng được các cô bác hai bên, tức là hai canh, tựa các anh Ngọc này, anh Long, cũng sẽ kiểu như cái công trình nhà cháu Trà ấy, cũng hỗ trợ cái cân đối ra cái nguồn kinh phí ấy, thì nên làm như thế nào để sử dụng đúng mục đích mà cũng giúp cháu Trà, vì cháu Trà cũng nhỏ. Thực sự là bao nhiêu việc, ví dụ mà cháu Trà đang đi học phải không, thì hôm nay thiếu nước này, thiếu cái gì cũng không thể nhờ đúng được rồi. Ai cũng chỉ nhờ em già là ở đây thôi. Em già cũng rất là may, em cũng là còn nhỏ nhưng mà em cũng giúp đỡ được anh em mình vào đây cái công việc gì ấy, giúp lấy nước này, cái đồ thiếu gì thì anh em có thể nhờ đến em già. Ví dụ mà bắt đi chặt cây này, chặt cây tre để làm cây trống nữa. Cái đợt vừa rồi nếu mà không có em già thì anh em cũng rất là khó khăn anh ạ. Trà thì cũng đi học thì nói chung là Trà cũng nhỏ đâu, công việc nào thì cũng không làm được. Thôi à, anh em nước xong là em già bây giờ chưa rồi thôi, chắc là anh Ngọc anh Long vào đến đây ở lại nhỉ, lại xong rồi đi kiến con gà nhỉ. Thôi anh đi về đây để hẹn khi khác, bởi vì là vừa rồi là cũng có đi sang bên Lai Châu Điện Biên ấy, thì cũng để công việc ở nhà cho chú Ria chú làm, nhưng mà thực sự là nó không hiệu quả các bác ạ. Chỉ mong là em Ria là cũng được điểm 7, điểm 8 một phần của em cái thôi, nhưng mà chú Ria thì nhiều khi là bảo đi đâu làm cũng ngại. Đấy, cứ bảo đi đây đi đó thì bảo ngại, biết là nhà đông con đông cái rồi, cũng tạo điều kiện rồi, thì bảo là một ngày thì cố gắng là để sắp xếp một buổi chiều hoặc một buổi sáng để đi làm ấy, chia sẻ nội dung cho các bác. Nhưng mà suốt ngày đấy đi đám ma rồi đi hộ nhà này nhà kia mổ lợn ấy, cũng ăn uống rượu chè. Chắc cái... bên đấy nó cũng có nhiều cố các kiểu hay thế nào. Thế, em cái vừa làm trưởng thôn, công tác ở thôn cũng như là việc nhà cũng không khác gì em Ria cả. Thì hôm nay thì anh cũng chia sẻ với cả cái thế một chút, sau mà mấy hôm nữa mà gặp anh Ria thì nhờ nhá, động viên anh Ria giúp anh. Vâng. Đấy. Rồi anh em thì nói chung là mình đi làm thì nó mình cũng dù bận mình cũng cố gắng để sắp xếp thời gian đi làm. Công việc về nhà thì cũng kiểu như là vẫn làm, nhưng mà mình tính để gác lại sau thôi, hoặc là sắp xếp làm ở bên nhà sớm tí. Thì em thì cũng làm gần đây thôi, nếu mà đi xa thì cũng không thể đi được. Thực sự là anh Ngọc cũng sắp xếp mấy cái đợt vừa rồi để cho mình đi xa, nhiều cái là em đi xe kiểu như không say xe, không đi được. Thì cũng ví dụ mà đưa cái hoàn cảnh nô ấy đi khám bên viện, kiểu như là em đi cũng được, nhưng mà nhiều cái là mình hay say xe này, đi đường xa thì cũng khó, thì thôi để em Dương cũng hay đi lại nhiều. Còn em cái thì cũng ở lại ở trong bản này, anh em mình cũng sắp xếp để cũng đi làm gần xung quanh đấy thôi. Còn mỗi người một công việc riêng mà. Ví dụ cái một khu nó có thể công việc nó khác nhau.
bên chú Dìa thì nói chung là bên đường núi đá, nói chung là anh Long thì nó cũng đi xa ấy, cũng do một phần là cũng công việc sắp xếp từ anh em thôi. Bạn bên anh Ngọc thì cũng có anh em cái cũng đi với một em quay phim ấy, kiểu như là mình cũng phải có số liên lạc với nhau cơ. Đúng rồi. Nói chung là về cái việc mà thiện nguyện anh em đang giúp đỡ bà con trên này thì di chuyển này thường thường là sẽ phải di chuyển rất là xa. Nhưng mà cũng đấy như em cái em chia sẻ rồi là anh em cũng căn cứ vào cái việc là nhà anh em ở đâu thì sắp xếp công việc ở đấy. Đại loại như như chú Ria mà bây giờ mà đi làm mà xa nhất thì có đi lên Chù Lủng Trên, nó lên chỗ ba cháu Kiếm Thị thì là xa nhất thôi, nhưng nó vẫn thuộc của Khâu Vai. Đấy, còn đi sang bên này thì vẫn đi Khâu Vai, nó chỉ bán kính nó chỉ rơi khoảng tầm là à đâu, khoảng tầm 20 cây số quay đầu thôi các bác, cả đi cả về thì mất khoảng tầm 40 cây, đấy là điểm xa nhất. Thôi đi chắc anh xin phép thôi, bây giờ nó hơn 1 giờ một tí rồi. Vâng. Thế là nhá. Anh rất là cảm ơn anh nhá. Thì cũng mong là tới này nếu mà độ thợ nó vào làm nhà trả thì cũng anh cũng vào đây coi như là anh cũng sẽ vào sâu sát xem vào xem để coi như là cái nhà của cháu trả nó thiết kế như thế nào. Để cũng mong là anh Ngọc và anh Long hai anh em cũng vào để theo dõi cái công trình của cháu trả. Còn em cái thì cũng thường xuyên hay vào nhiều cái về cái làm nhà thì mình cũng chưa có kinh nghiệm bao nhiêu ấy. Vâng, thì cháu trả tới này cũng sẽ luôn luôn nhớ ơn các anh và các cô bác cũng hỗ trợ. À, cũng có cái ngôi nhà để khăn trang trên nắng trời mưa. Rồi anh đi về đây nhé, về nhà già nhé. Rồi chào nhé, chăm dễ tốt nhé. Anh nhớ như lời anh Long dạ nhá, già nhá. Đấy, còn đâu là ở đây là nhờ cái hết nhá. Cái vâng, vâng. Thế anh về trước nhá. Ừ, anh về đây, cái về sau nhá. Vâng. Ừ. Các bác thân mến, vừa rồi thì Cao Nguyên Đá với em cái cũng có trao đổi qua về cái việc làm nhà cho cháu trả. Còn cái vấn đề mà còn chờ cái đường bê tông này người ta sẵn người ta nghiệm thu nữa thôi, thì lúc đó mới cho xe chở vật liệu vào, thì khoảng tầm 2 tuần nữa là sẽ xây xong nhà của cháu trả từ khi mà chở được gạch vào các bác ạ. Còn hôm nay vào thì những cái việc mà em Long và em Cái thì cũng có trao đổi với nhau, thì các bác có thể cập nhật thêm cái tiến độ làm nhà của cháu trả ở trên kênh của anh Ngọc. Ngoài những cái việc mà hai kênh kết hợp với nhau xây nhà cho cháu trả, những cái phần kinh phí mà các bác gửi mà hiện tại Cao Nguyên Đá đang giữ ấy, thì cái phần tiền này nó sẽ sử dụng vào việc là mua vật liệu này, làm mái tôn này, mua tét nước này, và làm phần nền nhà và chát phần tường nhà. Thì thực ra cái này ấy thì cũng sẽ phải chờ bên anh Ngọc là tổng hợp cái phần vật liệu vào là hết bao nhiêu tiền này, cũng như tiền công thợ này, và những cái phần chi phí để mua những các nguyên vật liệu khác thì sẽ căn cứ vào đó nên để làm những cái phần mà Cao Nguyên Đá chia sẻ. Thì cái phần quan trọng nhất đó là sẽ phải làm cái phần mái tôn các bác ạ, thì cái đấy sử dụng làm cái nước sinh hoạt cho cháu. Còn riêng về cái phần tét nước thì sẽ sử dụng một cái tét nước là có 8 khối nước giống với nhà chú Ria mà trước mình mua cho ba cháu ấy. Thì về cơ bản thì với cái tét nước đấy và một mình cháu trả thì có thể là đủ nước sử dụng quanh năm được. Còn ngoài ra nữa thì có thể là cho hàng xóm, như ví dụ cho nhà em già dùng chung. Cảm ơn các bác theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.